11 tháng 10 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia tổ chức tập luyện chung về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Tham gia tập luyện chung trên biển có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ của hai tàu Cảnh sát biển 8001, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu KN Pulau Dana 323 của lực lượng Cảnh sát biển Indonesia. Tình huống giả định được đưa ra tại cuộc tập luyện chung là trong quá trình tuần tra, thực hiện nhiệm vụ trên biển, hai tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia nhận tín hiệu của một tàu đang bị hỏa hoạn. Tàu Cảnh sát biển 8001 và tàu KN Pulau Dana 323 nhanh chóng xác định tọa độ, liên lạc với nhau qua hệ thống tần số chung, khẩn trương tăng tốc đến hiện trường tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành hiệp đồng phun vòi rồng dập tắt đám cháy. Sau khi nhiệm vụ dập tắt đám cháy vừa kết thúc, hai tàu phát hiện người gặp nạn rơi xuống biển, các tàu đã nhanh chóng xác định tọa độ, khẩn trương triển khai hạ xuồng cao tốc tiếp cận người bị nạn. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ đưa người bị nạn lên tàu tiến hành sơ cứu ổn định sức khỏe. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đây là hoạt động thiết thực để lực lượng hai nước giao lưu, học hỏi lẫn nhau về khả năng xử lý các tình huống của đội ngũ cán bộ tàu và hành động của thủy thủ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Đây cũng là dịp để cán bộ, sĩ quan hai nước có thêm những kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, ứng phó với các sự cố trên biển, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ tính chủ động, sáng tạo, khả năng hành động, bản lĩnh, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngày 12 tháng 10, Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nhận được thông tin một xuồng câu không có số hiệu của tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động tại vị trí cách Tây Bắc cảng số 3 của đơn vị khoảng 1,2 hải lý thì bị chìm. Ngay lập tức, Hải đoàn 32 chỉ đạo tàu Cảnh sát Biển 9033 nhanh chóng rời cảng tiến hành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Sau khi tiếp cận vị trí xuồng bị nạn, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 9033 đã cùng với ghe cá của người dân đang hoạt động gần đó cứu thành công và đưa 3 người dân là anh PCD sinh năm 1974, anh NLV sinh năm 1980 và anh NHMT sinh năm 1988 đều trú tại tỉnh Khánh Hòa. Trước đó khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 10 tháng 3, ba người dân đã sử dụng xuồng rời cảng Hòn Khói đi câu cá, đến khoảng 8 giờ 10 phút thì gặp mưa dông, sóng lớn đánh úp xuồng và người xuống biển. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngày 9 tháng 10, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan, Quốc vương Brunei và họp thường niên lần đầu tiên với Thủ tướng Singapore. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan, Prithongtan Sinawatra, hai thủ tướng hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Hai bên cũng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng thông qua việc hạn chế các rào cản thương mại, tạo thuận lợi, mở cửa hơn nữa cho thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của việc triển khai chiến lược ba kết nối, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, nhất trí sớm lập nhóm công tác chung để xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai chiến lược này. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế, du lịch, giao thông, kết nối đa phương tiện, hợp tác địa phương, phối hợp với các nước liên quan triển khai thí điểm sáng kiến hợp tác du lịch, 6 quốc gia, 1 điểm đến. Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định tầm quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động, đảm bảo không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia. Thủ tướng Thái Lan Prithongtan Sinawatra khẳng định sẽ thu xếp sớm thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ tư. Nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn sớm phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới. Trong cuộc họp thường niên đầu tiên với Thủ tướng Singapore, Lawrence Wong, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của chính phủ và nhân dân Singapore giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư vào Việt Nam gắn liền với nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn,
đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI. Thủ tướng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu quốc gia. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên hợp tác sản xuất lương thực, hậu cần chuỗi cung ứng, nuôi trồng nông thủy sản, hướng tới trở thành trung tâm cung ứng lương thực của khu vực. Vui mừng trước thông tin, Việt Nam trở thành nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Singapore trong 6 tháng đầu năm 2024. Thủ tướng Norren Wong bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp song phương, bảo đảm an ninh lương thực, cho biết sẵn sàng nhập khẩu hoa quả, thực phẩm hải sản từ Việt Nam. Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, duy trì học bổng các cấp cho Việt Nam và triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore. Hai thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quốc vương Haji Hassanan Bolkiah đã gửi điện thăm hỏi và viện trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng chứng kiến quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei. Darussalam tiếp tục giữ đà phát triển tích cực, nhất trí đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, cùng đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, tự cường và phát triển bền vững. Thủ tướng đề nghị Brunei quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được hoạt động đánh bắt thủy, hải sản tại Brunei. Sớm gia hạn bản ghi nhớ hợp tác về việc sử dụng đường dây nóng trao đổi thông tin nhằm giải quyết tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quốc vương Brunei khẳng định sẽ thu xếp sớm thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị với Việt Nam, tăng cường hợp tác thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp, dầu khí. Quốc vương cũng đánh giá cao việc hai nước sẽ sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Hà Lan, nhất trí thúc đẩy hợp tác tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, thực phẩm Hà Lan toàn cầu. Bị cáo Trương Mỹ Lan ôm ngực ngăn cảm xúc, hứa khắc phục hậu quả cho trái chủ. Hôm nay, ngày 11 tháng 10, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bước vào phần nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Không kìm được nước mắt, đôi khi phải ôm ngực để ngăn cảm xúc, bị cáo Trương Mỹ Lan gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát và các cán bộ trong các trại giam đã quan tâm tới sức khỏe, giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Bà Lan hứa sẽ không làm cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan thất vọng, sẽ ưu tiên hàng đầu việc khắc phục hậu quả cho hàng chục nghìn người dân. Bị cáo phải trả cái giá quá đắt. Bị cáo xác định đây là định mệnh và tai nạn nghề nghiệp. Cả cuộc đời bị cáo không bao giờ quên được việc vì cái tên Trương Mỹ Lan mà hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng. Bây giờ, bị cáo chỉ là người dân thấp cổ bé họng, xin hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét cứu giúp. Bà Lan nghẹn giọng nói. Trình bày thêm, bị cáo Lan nói tổ tiên của bà hàng trăm năm tạo dựng cơ nghiệp, chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay có ý định lừa đảo. Bị cáo mang mạng sống của mình ra đảm bảo, bà Lan nhấn mạnh. Ngoài ra, bị cáo này còn trình bày ở thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, đã tài trợ 25 triệu liều vaccine. Vì vậy, bà mong hội đồng xét xử làm sáng tỏ, công ra công, tội ra tội. Bị cáo Lan còn nói rằng có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện, có lẽ do định mệnh, bà Lan bày tỏ. Ngoài ra, bà Lan xin cho chồng là Chu Lập Cơ, cháu là Trương Huệ Vân và em dâu là Ngô Thanh Nhã được giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bà Lan đề nghị xem xét cơ chế hình sự đặc biệt cho bị cáo Nhã được tại ngoại để tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế tại huyện Bình Chánh. Trước khi nói lời sau cùng, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, cũng gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử và các lãnh đạo trại giam, cán bộ công an đã giúp đỡ trong hơn 2 năm qua. Bị cáo mong hội đồng xét xử dùng cả lý trí và cả con tim để xem xét lại tội danh, vai trò của bị cáo trong việc phát hành trái phiếu Secha. Mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh ở thời điểm đó, ngân hàng SCB rất khó khăn. Nếu bị cáo không làm, không biết sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Trong hơn 2 năm bị tạm giam, bị cáo rất ân hận về những việc đã làm. Người ta thường nói,
thời gian là vàng là bạc, nhưng với bị cáo còn hơn cả vàng bạc. Bởi với mức án sắp tới và án phạt 18 năm tù của giai đoạn 1, bị cáo sẽ phải bỏ qua quãng thời gian đẹp nhất của con cái và bên người thân. Bị cáo sẽ bỏ qua nửa cuộc đời trước đó và sống thật tốt nửa cuộc đời còn lại để biết mình là ai. Còn nhiều việc bị cáo làm khiến chị Lan buồn lòng. Nhân dịp này, bị cáo muốn gửi lời tới chị. Mong phần đời còn lại của chị thật bình yên, hạnh phúc. Bị cáo Hoàng trầm giọng nói.